kính chào các bạn à, cái video này các bạn tôi uh, đang làm cho các bạn là vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 à, thì vào ngày 25 tháng 12 năm 2022 theo giờ bên tôi nha bên Canada bên Mỹ các bạn thì tôi có làm một cái đề tài tôi nói là tin mật Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị cho thôi việc thôi việc hết hết luôn không còn chất gì hết á thì à, tôi tôi đã loan tin các bạn và bắt đầu thì nghỉ việc à, tôi dùng từ nghỉ việc chứ không có thôi không có thọt nha. <laughs> à, bắt đầu nghỉ việc nha bị thôi việc nha là bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 và chính thức chính thức nghỉ hưu là từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 thì như vậy là tôi đã loan tin là nghỉ việc là từ ngày 1 tháng 2. À, nhưng mà chính thức nghỉ hưu là đến cuối tháng 12. Có nghĩa là trong thời gian từ tháng 2 tới tháng 12 có thể là bạn giao công việc. Đã, tôi loan tin như vậy các bạn. Tôi để các bạn xem nha. À, tôi có để cái đường link uh, cái video này bên dưới này để các bạn nào mà chưa xem thì vào xem. Đây này, tôi chụp cái hình uh, thêm nào được các bạn đây. Đã, tôi, loan tin rồi nha. Đã, tôi loan tin rồi nha. tôi loan tin rồi nha. Tôi loan tin rồi. Nhưng mà tôi nói là từ tháng 2 các bạn tháng 3 bắt đầu nghỉ việc Nghỉ nghỉ hết luôn không còn cái chức gì hết Ngủ hai ông phó thủ tướng này các bạn Nhưng mà ngày hôm Ngày hôm Ngày hôm qua Ngày hôm qua giờ Việt Nam Tức là ngày 30 tháng 12 Năm 2022 Thì báo đảng Đã loan tin thế này các bạn Hai phó thủ tướng Thôi ủy viên ban chấp hành Trung ương giới thiệu nhân sự mới hơi bất ngờ nha hơi bất ngờ đây, 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 tôi đưa các bạn đây nè trung ương họp bất thường đồng ý cho hai phó thủ tướng phạm bình minh và vũ đức đam thôi ủy viên ban chấp hành trung ương ông phạm bình minh thôi ủy viên bộ chính trị khóa 13 và cho ý kiến về hai nhân sự để trình thay thế họp khẩn cấp nha đây 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 ngày 30 tháng 12 tức là ngày hôm có giờ Việt Nam các bạn. Đây đây đây. À, người ta làm sớm chưa tôi loan tin các bạn là bắt đầu từ tháng 2 là nghỉ hết nghỉ hết nghỉ về đảng cả nghỉ về chức vụ luôn nhưng bây giờ là cuối tháng 12 là người ta đã cho nghỉ dần <laughs> cho nghỉ dần <laughs> à, thôi bây giờ nghỉ dần bây giờ tôi đọc báo đảng nha để các bạn biết tin nha tôi nói chính xác các bạn bây giờ đảng như cho người dân không để tháng hai cút luôn ngay tại chỗ cứ như là chức vụ thì nhiều lắm mà sớt từ 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 từ, từ đến tháng hai là sớt hết luôn để qua như đúng rồi nha <laughs> tin mật tin mật tôi tôi có ông ngoại làm công bộ chính trị tôi có ông ngoại làm trong bộ chính trị mình nói này theo báo đảng các bạn việc làm đa nha đó nào có hết trơn nữa. hai phó thủ tướng thôi ủy viên ban chấp hành trung ương giới thiệu nhân sự thay thế <laughs> à, ngày 30 tháng 2 năm 2022 tại trụ sở trung ương đảng ha à, cái này về đảng thôi các bạn nha ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 đã họp bất thường ghê họ bất thường mà tôi biết lâu rồi tôi biết hồi từ tháng ngày 25 tháng tháng 12 bất thường cái gì <laughs> mà tôi biết cái chuyện này là từ 25 tháng 12 cơ bây giờ đạn nói là học bất thường chỗ nào <laughs> bất thường đối với họ nhưng mà bình thường đối với tôi đeo đồ chơi với đã quên quên <laughs> đọc cho rõ <laughs> Đã phiên họp bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ ba chấp hành trung ương đã được quyết định biểu quyết thống nhất để các nhân sự sau đây thôi giữ chức vụ mà bây giờ đuổi được khỏi đạn trước này đủ 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 khỏi cái chuyện mà làm làm đảng trước <laughs> thứ nhất nha ông phạm bình minh thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng khóa bạn khóa mười ba yeah, đó là ông đó là ông Bà bình minh nha ông vũ đức đam thôi giữ chức ủy viên trung ương đảng khóa 13 ba ban chấp hành trung ương đảng cho ý kiến về hai nhân sự để bộ chính trị quyết định giới thiệu quốc hội khóa 14 phê chuẩn chức danh phó thủ tướng chính phủ Nhiệm kỳ 2021 2026 theo quy định. À, bây giờ coi như là coi như là gạt từ 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 cái đã, từ cái đã. À, cuối tháng 12 này người ta quốc rồi, lẽ ra là, là lẽ ra là từ tháng 2 người ta mới quốc, bây giờ người ta quốc trước, à quốc trước, quốc trước với những cái chức chân trong đảng cái đã, đến tháng 2 là tôi nghĩ là phó thủ tướng nó bay chắc chắn luôn. <laughs> à, bây giờ bây giờ đọc lịch sử tận ông tới cho vui nha thật sự tôi không biết hai ông này tôi, tôi biết ông vũ đức đam thôi tại vì vũ đức đam là chống dịch chứ chống sát. tôi biết thôi ông phạm minh tôi không biết mà tôi đọc tôi biết này ông phạm minh minh sinh năm 1959 tóm tắt thôi nha tôi cũng đọc ngày tháng như cho mệt ông này là người nam định là tinh độ này thạc sĩ lục ghê chưa <laughs> chắc, 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 học về, về về tài chức chuyên tu <laughs> thạc sĩ lục và ngoại ngoại ngữ tiếng anh d tiếng pháp c <laughs> tiếng anh có bằng d nữa hả ngày xưa tôi học tiếng anh có bằng c hết cỡ bây giờ có bằng d luôn hả tiếng pháp c không biết nói được tiếng anh tiếng pháp không biết nữa làm chức vụ trong đảng nhiều lắm nha ông là ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa 10 rồi ủy viên trung ương đảng khóa 10 11, 12, 13 ủy viên bộ chính trị khóa 12, 13 đại biểu quốc hội nhưng mà làm tùm lum chất hết trơn hai phó thủ tướng thôi 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 ủy viên ban chấp hành trung ương giới thiệu nhân sự thay thế bên cộng sản việt nam người ta dùng những cái từ cho quan chức thôi thôi đuổi việc thì nó đuổi việc quách cho rồi nghỉ việc thì nó nghỉ việc cho rồi thôi thôi <laughs> ông phạm bình minh được phân công làm nhiệm vụ phó thủ tướng thường trực thay mặt cho thủ tướng chính phủ trực tiếp theo dõi chỉ đạo cái lĩnh vực thế này công tác xây dựng thể chế xây dựng nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa cải cách tư pháp ngoại giao và quan hệ đối ngoại và nhiều lĩnh vực liên quan đến nước ngoài như ODA, FDI đó là nhiệm vụ của Phạm Minh đang giữ chức phó thủ tướng các bạn mà tôi đã loan tin các bạn đến tháng 2 năm 2023 mất hết bây giờ mất những cái chức vụ trong đại trước đã phó thủ tướng sẽ đến tháng 2 mất à, đó tôi nói nha tôi <laughs> <Tụi> nói đó <laughs> bây giờ mình nói về Vũ Đức Đam này dài lắm đọc mấy nên đọc này là cái gì đức đam nha đức đam. Đam, đam sinh năm 1963 ông này là ở tỉnh hải dương trình độ này tiến sĩ kinh tế thế giới ông <laughs> Họ học tiến sĩ kinh tế thế giới luôn <laughs> biết trường nào đang biết nữa <laughs> quan hệ quốc tế kinh tế ngoại ngữ tiếng anh tiếng pháp mà không biết là, 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 là level mấy ông phạm bình minh là level đi với là si ông này ngoại ngữ tiếng anh tiếng pháp mà không biết trình độ chắc trình độ a <laughs> Ông là ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa 10, ủy viên trung ương đảng khóa 11, 12, 13 làm, làm 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 có những chức chức vụ trong đảng nhiều lắm. Tháng 11 năm 2013 là ông được Quốc hội phê chuẩn làm phó thủ tướng. Cho đến nay thời gian làm phó thủ tướng của ông là 9 tháng, kim bí thư ban cán sự đảng bộ y tế ghê dư. Trong đó có 7 tháng điều hành công việc thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ y tế. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có thời gian một năm rưỡi làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 chống dịch như chống giặc chống dịch như chống giặc mà tôi nhớ ông này nhất <laughs> chống dịch như chống giặc mà tôi nói chống dịch như chống chống xe <laughs> à, ok tôi đọc tóm tắt vậy thôi đọc mấy hình này làm gì à, như vậy nó tóm lại các bạn nó tóm lại là tôi đã loan tin cái chuyện này rồi là bắt đầu từ tháng đầu tháng 2 năm 2023 là mất chức thế kể cả phó thủ tướng cũng mất luôn nhưng mà bàn giao bàn giao cho đến cuối tháng 12 năm 2023 là hai ông này về hưu, nghỉ việc về hưu. À, nhưng mà bây giờ báo đảng á, người ta nôn nóng, người ta nôn nóng, lẽ ra kế hoạch đó, đầu tháng 2 mới quốc. Bây giờ cuối năm phút liền ở tại chỗ cút những cái chức vụ trong đảng bay hết. Rồi đến tháng 2 các bạn xem nha. Rồi đến tháng 2 chức vụ phó thủ tướng này bị tưng. À, đó tôi nói vậy nha, tôi nói vậy nha. Còn có ít bữa tháng 2 nữa mình xem thử có đúng hay không. Từ từ sẽ tính. <laughs> bye các bạn nha, bye. Bye-bye. <laughs>